Kêu hẹn. Kêu hẹn xong. Phan Rang chấp chung Đắk Lắk. Mà học sinh. Tiếp tục điểm 1-0 cho Sang Sang. Trời ơi, anh thấy sống mà anh thua. Ăn xe này á, trừ thằng cao phúc, trừ thằng cao với lại phúc với lại thằng chùa mày, cao mày bắt thêm con nào vô đây. Vô đây. Chơi đi. Phải về cái team. Phải đi. Lớn. Phải đi. Nè. Bèo chết. Chết chưa? Ba không, ba không. Khiếp chưa? Mày đủ má mày giận người về tụi nó phải giảm mày ngồi đó mày. Bé không? Má bây giờ nữa. Rồi nó ăn chi rồi tao à. Không phải đâu cái dây. Lao như cục gạch. Rồi. Đó, cái tưng này này. Cái dây này, cái dây đoạn. Cái mày cùng gạch đâu. Nãy giờ mình cũng gạch luôn. Không phải đâu. Bên kia đoạn này nữa. 1-3. Rồi. Ba. Ra đây ngồi đi. Ra đây buồn cái áo phải bật đó. Hai ba. Bỏ nhẹ cái là chết liền. Bỏ nhẹ không bao giờ mình trúng được. Đi cọc con đuôi chết luôn. Ba đều. Bốn ba cho Thanh Sang. Bốn ba. Bốn đều. Ok. Rồi rồi. Một. 5-4 cho bên hai. Thì Trung Đắk Lắk. Và Mao học sinh. Mao học sinh đến từ Đắk Nông. Bóng ngoài quá xa.
Nam Điều. Nam Điều. Có ăn màu ấy nha. Bỏ con màu nó đâu có nào đâu. Vai chạy với con màu lên. Nó bên tạm đi sói trên cọc với Mỹ á. Sáu năm. Chỉ một người thôi là đánh cho ổi. Đánh thằng trên thằng dưới đánh cho ổi bự. Đánh với thằng trên thằng dưới anh đánh thử nổi. Sáu năm không dây không nhỏ vậy. Bảo thằng đệ tử trong ngoài đéo la trong đánh qua đó đi sao ông hô thấy ông Hà không hô tôi hô luôn chứ sao đi sang bãi đây đi đâu đi qua lũ má tí nó chơi trong nó về qua ngoài đây nó nghe tôi luôn 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 luôn. Chứ đánh banh về với người ta là thua mạnh nhiều rồi. Đó, có đầu điên. 7 năm. Bây giờ thì bên hai đã thay đổi chiến thuật. Mày để anh ngồi thôi là được rồi, đâu cần gỡ đâu. Người trước người sau. Người trước người sau, người đi. Người đi. Sony mới bóc tem ra coi lên. Em lực vừa đủ chứ đâu phải 16. Trong sân 11-6. Còn đâu nữa mà mong. Không ra được.